Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 1930, 1 tháng 8 2024. Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, ngành tuyên giáo đã hoàn thành rất tốt vai trò trách nhiệm của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí đi đầu, xung kích trong công tác lãnh đạo của Đảng. Tại tỉnh Vĩnh Long, phát huy truyền thống với tinh thần đoàn kết, hăng say cống hiến, toàn ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nỗ lực, quyết tâm để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, luôn thể hiện tốt vai trò đi trước mở đường của công tác tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng. Những năm qua, xác định vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, tập huấn luôn được Ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và luôn xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc cũng như là các ban ngành đoàn thể của thành phố kịp thời thực hiện các cái công tác tuyên truyền, tổ chức các cái hoạt động kỷ niệm các cái ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước như là các sự kiện quan trọng của tỉnh. Và hiện nay thì Ban tuyên giáo thành ủy cũng đã phối hợp cùng với Ban chỉ huy quân sự thành phố xây dựng tham mưu cho là cấp ủy, ủy ban thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các cái hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2024. Song song với công tác đào tạo tập huấn, ngành tuyên giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Trong đó, công tác tham mưu xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo được thực hiện kịp thời, có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn, góp phần tích cực vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về cái chính trị, tư tưởng và tổ chức trong đảng bộ khối. Cụ thể, cái thứ nhất đó là tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt cũng như nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên thông qua các cái hội nghị triển khai những nghị quyết như là hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức và lao động. Nhìn lại 94 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành thì đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh Vĩnh Long luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy Đảng đã tin tưởng giao phó. Trong thời gian tới thì để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, vai trò của ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh Vĩnh Long thì tôi cho rằng là đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải ra sức rèn đức, luyện tài, phải là cái đội ngũ cán bộ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, nỗ lực vượt qua những cái thách thức khó khăn và cái quán triệt nghiêm cái sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để không ngừng phấn đấu vươn lên, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi cái nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng đã tin tưởng giao phó. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo thì cần phải tiếp tục quán triệt cái quan điểm xuyên suốt của Đảng, đó là phải đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết để có thể là thực hiện tốt cái sứ mệnh của mình trong cái công cuộc xây dựng cái mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Mới đây, tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao kết quả đạt được. Trong đó, đáng chú ý là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong hệ thống chính trị, lan tỏa trong đời sống xã hội. Công tác định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ Đảng và nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh: tập trung làm tốt với công tác phối hợp đối với các cơ quan, rồi đối với cấp ủy, để làm sao đó chúng ta làm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các cái văn bản của Trung ương về cái công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức
cũng như cái nhiệm vụ mà của ngành tuyên giáo, nâng cao chất lượng cái công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ đảng viên, thực hiện tốt cái công tác là kiện toàn các cái lực lượng thực hiện cái công tác tuyên giáo và đảm bảo nó mang tính lâu dài. Nghiên cứu lại là kiện toàn cái đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, đồng thời làm sao đảm bảo có đủ cái năng lực và kỹ năng truyền đạt để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu các cái nhiệm vụ. Phát huy những thành quả đã đạt được, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long quyết tâm tiếp tục sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.